khi mình cầm cái xét nghiệm chúng ta có được cái chức năng thận thì thường bác sĩ sẽ trả cho các bạn ba chỉ số, thứ nhất là ure, thứ hai creatinine và cuối cùng là cái kết quả cái máy tính nó tính ra được, nó là GFR hay là độ lọc cầu thận. Thì thông thường nó sẽ tính ra bằng cách là estimate, có nghĩa là tiên đoán được là eGFR. Thì các bạn sẽ nhận cái kết quả đó thì vô tình các bạn thấy được có thể là một hoặc hai cái chỉ số được tô đậm thì các bạn rất là lo lắng. Thì làm sao mình chẩn đoán được, làm sao mình đọc được cái kết quả nó như thế nào? Thì các bạn thấy thì cái creatinine là cái người ta lọc qua cầu thận, là cái chất nó lọc qua cầu thận. Khi cái chất đó mà thử máu nó càng lúc càng cao, có nghĩa là cái chất không thể lọc qua được, là cái thận suy càng nhiều. Thì bệnh thận nó có nhiều hay không? Thì chúng ta thấy được là bệnh thận là một trong 7 người. 7 người sẽ có một người bệnh thận mạng mà không biết được. Và tỷ lệ này tăng lên theo lứa tuổi và lên 38% là người trên 65 tuổi nó được bệnh thận. Về bệnh thận này rất là nhiều. Như vậy thì làm sao mình biết được, mình phòng tránh được như hiệu quả hơn? Thì các bạn biết cái đánh giá thì người ta đã đánh giá chú ý bởi creatinine và GFA, thì chủ yếu là GFA. Như vậy GFA nó đánh giá nó dựa vào cái gì? Thứ nhất là cái số creatinine của mình, thứ hai là số khối lượng và cái thứ ba là tuổi. Thì nó sẽ có một cái công thức để tính ra được ha. Xong rồi nhưng mà cái máy tính thì khi người ta trả, người ta sẽ đưa ra một cái chỉ số ước lượng là estimate để mình đánh giá được. Như vậy thì đối với vậy thì mình là cái thận gì nó lọc, nó mức lọc như thế nào? Thì chúng ta có những 5 mức lọc. Thứ nhất là giai đoạn thứ nhất là giai đoạn 1 là GFA nó rất là bình thường, hoặc là GFA cao, GFA lớn hơn 90 ml/phút. Cái thứ hai là giai đoạn 2 là GFA khoảng từ 60-89 ml/phút. Giai đoạn 3 là suy thận độ 3A được tốt 45-59 và suy thận 3B là 30-44 và giai đoạn 4 là GFA từ 15-30 và cuối cùng là giai đoạn 5 là GFA dưới 15 ml/phút. Thì như vậy đối với các bạn thấy được cái GFA hay là cái estimate GFA như thế nào để mình biết được cái bệnh thận của mình, hoặc là mình đang có, hoặc là mình đang có nghi ngờ bệnh thận như vậy nha, để mình xử lý tiếp. Như vậy đối với một người bệnh thận thì chúng ta biết được nó là có thể là nguyên nhân là trước thận, nguyên nhân tại thận hoặc nguyên nhân sau thận. Có nghĩa là nếu như các bạn ăn uống ít quá, các bạn thiếu chất quá, các bạn làm cho máu ngưng người mình ít quá, dẫn đến tình trạng nó suy thận, rồi suy thận cấp là trước thận, có nghĩa là thiếu chất, thiếu dinh dưỡng, thiếu nước. Tại thận có nghĩa là bệnh nhân hoặc là mình có một cái bệnh lý bẩm sinh, hoặc là mình bệnh lý mắc phải như là bệnh lý cầu thận, rồi cái bệnh lý tăng huyết áp, tiểu đường, cái hạn vậy, dẫn đến tình trạng vậy. Và cuối cùng là bệnh lý một cái suy thận sau thận là có những bệnh lý như sỏi niệu làm cho thận ứ nước và cho đó cái thận nó bị suy. Thì đối với giai đoạn cái mà bệnh lý sau thận thì người ta có thể phẫu thuật, người ta có thể tán sỏi thì có thể cái thận được cứu được. Đối với trước thận thì chúng ta có thể bồi bổ lại, chúng ta cái bùn nước vào lại, hoặc là chúng ta có thể làm sao cho cái lượng máu tới thận nó nhiều hơn là có thể hồi phục được. Đối duy nhất chỉ có bệnh lý thận tại thận thì lúc đó mình phải điều trị một cách nó lâu dài, nó làm sao mục đích điều trị là làm sao nó không có bị dẫn đến một cái suy thận mạng nặng hơn. Thì đây là tất cả là 7 nguyên nhân, các bạn thấy được 7 nguyên nhân mà có thể gây nên suy thận mạng. Thứ nhất là đái tháo đường, thứ hai là huyết áp cao, thứ ba là bệnh nhân có một cái bệnh lý về tim hoặc của stroke, thứ tư là một cái bệnh lý béo phì, thứ năm là cái tiền căn của gia đình, ví dụ như bệnh lý một cái bẩm sinh có thể dẫn đến một cái bệnh lý cầu thận có thể di truyền, và thứ năm, thứ sáu có thể là bệnh nhân hút thuốc lá nhiều cũng có thể gây nên tổn thương thận, gây suy thận mạng, và cuối cùng là do tuổi tác, càng lớn tuổi thì cái cầu thận nó càng yếu đi và dẫn đến tình trạng là suy thận mạng đó. Thì nếu như các bạn đã thấy được, nếu các bạn biết được bệnh thận mạng của bạn vậy thì với 7 nguyên nhân này các bạn phải điều chỉnh huyết áp cho tốt, điều chỉnh huyết tiểu đường cho tốt, điều chỉnh về bệnh tim cho tốt, giảm cân đi ha, rồi chúng ta ngưng thuốc lá, và cuối cùng là chúng ta đánh giá để tập thể dục thì đảm bảo cho cái chức năng thận nó không xuống quá nhanh và có thể hồi phục được. Xin chào, cảm ơn các bạn.